Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Ngô Xuân Lịch đang diễn tuồng gây chú ý để chiếm ghế trong đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam Dù không thấy ông ta ra mặt nhưng tin tức nổi cộm mấy ngày qua về đất đai nhạy cảm quốc phòng bị người Trung Quốc thâu tóm Cho người ta liên tưởng tới ông Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Mấy ngày qua không phải đồng loạt liên tiếp nhau từ báo này sang báo khác tại Việt Nam, người ta thấy một thứ tin tức cùng nội dung về Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri về những khu vực đất có giá trị và yếu tố quan trọng quốc phòng rơi vào tay của Trung Quốc. Chuyện đã từng được đề cập vào xôn xao dư luận vào năm ngoái hoặc cả năm nay. 10 năm trước về những khu vực giá trị chiến lược an ninh quốc phòng từ sát biên giới phía Bắc đến Tây Nguyên và ngay cả trong vịnh Cam Danh, người Trung Quốc tìm cách thâu tóm núp bóng người Việt dựa vào những kẽ hở của luật lệ đầu tư. Chuyện không có gì mới và cũng không thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có biện pháp nào hầu ngăn chặn hoặc chấm dứt cái họa tiềm ẩn nếu như hai nước Cộng sản đồng chí anh em lại trở mặt Ngoài việc dùng chính quyền địa phương thúc ép ngầm với các nhà đầu tư Trung Quốc chỉ lựa chọn những chỗ nhạy cảm để thâu tóm. Những chuyện nổi bật gần đây nhất thấy đề cập đến những lô đất sát sân bay quân sự nước mặn ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và dọc theo biển trên bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng. Vì luật lệ Cộng sản Việt Nam không cho phép người ngoại quốc sở hữu đất đai, ban đầu là người Việt Nam và phần lớn là người Việt gốc Hoa mua liên doanh với người Trung Quốc thành lập công ty kinh doanh thương mại hay mở khách sạn. Ít thời gian sau bán hết cổ phần lại cho người Trung Quốc. Phần góp vốn của người Việt hay người Việt gốc Hoa chỉ là giá trị miếng đất nên khi mua hết cổ phần tức là làm chủ 100% công ty thì người Trung Quốc trở thành chủ miếng đất nhờ cái mánh khôn ngoan lách luật này. Ngày 10, 19... Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tờ Tiền Phong đưa tin Bộ Quốc phòng đề xuất chính phủ chỉ đạo các bộ ngành ủy ban dân tỉnh, thành phố ra soát, đánh giá tổng thể các dự án đầu tư của nước ngoài tại khu vực biên giới, biển đảo có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh. Cùng ngày, báo Dân Chí đưa tin một số người Trung Quốc đầu tư tiền cho cá nhân Việt Nam mua đất. Bộ Quốc phòng cho biết đã phát hiện một số trường hợp kinh tế khó khăn nhưng đứng tên sở hữu cả 12 lô đất và riêng về tình hình doanh nghiệp Trung Quốc ở khu vực biên giới, số liệu của Bộ Quốc phòng cho thấy tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2019 có 149 doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc đang hoạt động ở khu vực biên giới của 22 trên 44 tỉnh biên giới. Ngày 18 tháng 5, báo VietnamNet đưa tin trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp Quốc hội, Bộ Quốc phòng nêu hàng loạt bất cập trong việc Trung Quốc người có yếu tố Trung Quốc mua đất ở các khu vực trọng yếu. Ngày 17 tháng 5, tờ tuổi trẻ đưa tin người Trung Quốc đang sử dụng hơn 162.000 hecta đất biên giới ven biển thông qua hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt Cốc Hòa mua bán. Đây là một thông tin được Bộ Quốc phòng đưa ra trong báo cáo trả lời chất vấn của cử tri được gửi đến Quốc hội mới đây. Cùng ngày báo VN Express đưa tin Bộ Quốc phòng vừa trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng về tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh và thu mua đất đai của các khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh. Ngày 16 tháng 5, tờ Sài Gòn Giải Phóng viết công nhận việc cử tri và dư luận xã hội đáng ngại về việc quan chức và các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 21 lô đất cho người Trung Quốc là có cơ sở. Bộ Quốc phòng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành và ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xác minh làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân xử lý theo pháp luật. Bên cạnh những quan ngại của Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam về việc người Trung Quốc thâu tóm đất đai của Việt Nam ở những khu vực mang tính chiến lược an ninh quốc phòng. Báo chí trong nước mấy ngày qua cũng có những bản tin đánh bóng cho Bộ Quốc phòng như tăng cường tiềm lực và lực lượng tàu trực tại các vùng biển trọng điểm trong lúc dân chúng vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi thấy các tàu hải cảnh và tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc ngang nhiên hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Qua một loạt những bản tin trên không hề xuất hiện thấy ông Ngô Xuân Lịch, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam nhưng các bản tin đó cứ lặp đi lặp lại liên tục từ báo này sang báo khác như một chiến dịch có lớp lang thì người ta không thể không liên tưởng đến ông Vào lúc này Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị giáo diết Cho kỳ họp đảng sắp tới Dự trù vào đầu năm 2021 Ông Ngô Xuân Lịch 66 tuổi Tuy không thấy có những cáo buộc tham nhũng Nhưng các thuộc cấp của ông Nhiều tướng lãnh và gồm cả Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến Đang chờ lãnh án Dính tham nhũng nói như thế Không phải là ông ta không có phần trách nhiệm Cái ghế Tổng Bí Thư hay ghế Thủ tướng nhiều phần không đến lần của ông. Nhiều lắm cũng chỉ hy vọng vỡ được một trong hai ghế vô thưởng vô phạt là Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội, hay ít nhất cũng giữ được cái ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Loạt bài đánh bóng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam cho người ta hiểu được Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Hùng cũng vốn là người thiếu tướng quân đội, biết đâu không cho thuộc cấp nâng đỡ cả nhà. Trong khi Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân đội Nhân dân Việt Nam đang đánh bóng bản thân của mình cũng như quân đội để giành ghế Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Trung Quốc đã bóp chặt ít hầm, ít hầu, sẵn sàng chia cắt đất nước bằng đổ bộ quân sự chớp nhoáng dưới sự tiếp tay ngu ngốc của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với việc đóng cửa và giải tán hàng loạt các nhà máy nhiệt điện vì ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sức khỏe người dân bị tàn phá và tiến tới điện hạt nhân thay thế, Trung Quốc đẩy mạnh thanh lý mớ rác thải nhiệt điện công nghệ cũ hoàng phế, bán sang các nước nghèo, đặc biệt là hàng xóm và người anh em của họ là Việt Nam, để gỡ gạt được tiền từ những đống sắt vụn khổng lồ này, đi kèm với âm mưu bẫy nợ kinh tế tiêu diệt nòi giống dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên Mưu thầm kế hiểm như Trung Quốc thì đâu đơn giản như thế. Trong quá trình này, chúng đã nhanh tay nắm thóp ít hầu Nam Trung Bộ. Có khả năng chia cắt đất nước bằng một đợt đổ bộ quân sự chấp nhoáng mà yếu tố không kịp hóa giải thì chắc chắn hiểm họa cực kỳ khôn lường. Đâu chỉ là các yếu tố như đội vốn chậm tiến độ tham nhũng trong quá trình vận hành khai thác Giá nhiên liệu cao, hiệu suất thấp hay sức cạnh tranh thị trường kém khiến cho nguy cơ lỗ cầm chắc hơn 90%. Phần lớn vị trí mà Trung Quốc chọn luôn là địa thế hiểm yếu về an ninh quốc phòng, nắm được trong tay thì cầm chắc lợi thế khi hữu sự mà chỉ có những cái đầu quân sự đầy mưu mô xảo quyệt mới nhìn ra bằng mọi cách đổ tiền thâu tóm bằng được. Bằng cách nào đó đất nước dần rơi vào tầm kiểm soát của Trung Nam Hải. Lúc nào mà người ta không biết chỉ khi thống kê bằng bản đồ quân sự thì người ta mới thực sự tỉnh ra thì đã muộn. Đây mới chính là một mục đích lớn của người bạn phương Bắc. Mới đây, báo cáo Bộ Quốc phòng chỉ ra Trung Nam Hải đang tung hàng tấn tiền để thâu tóm bất động sản của các vị trí trọng yếu từ Nam chí Bắc, chủ yếu thông qua chiêu bài núp bóng. Dùng thế nhân người Việt thám tiền hoặc người Việt cốc hòa để gom đất rồi sang nhượng cho người Trung Quốc. Bên cạnh đó, Bắc Kinh ồ ạt thâu tóm nhiều dự án năng lượng, tài nguyên khoáng sản, thương mại điện tử bằng nhiều cách kiểm soát mềm Việt Nam mà không cần tốn một viên đạn. Vụ việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tình trạng hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia nói chung và các dự án nhiệt điện nói riêng suốt mấy năm qua đều rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc. Ngành công nghiệp xi măng chẳng hạn đang triển khai 24 dự án thì nhà thầu Trung Quốc tổng thầu EPC đã lên đến 23 dự án. Ngành điện lực có hơn 20 dự án nhiệt điện đang triển khai thì đến hơn 3 phần tư dự án do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu EPC. Nghĩa là thầu làm tất cả các công đoạn từ thiết kế, mua sắm đến xây dựng rồi bàn giao chìa khóa công trình cho chủ đầu tư. Với tỷ lệ nội địa hóa hầu như bằng không, Nhà thầu Trung Quốc mang sang Việt Nam từ cái đình ốc vít cho đến quân đội và với công nhân hùng hậu. Phụ thuộc vào linh kiện và phụ tùng thay thế của Trung Quốc, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân là một trong những dự án nói trên. Một dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 rõ ràng là nhạy cảm về vấn đề an ninh quốc phòng. Một khi mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc xảy ra biến cố lớn thì với bản chất thâm như tàu cố hữu, Trung Quốc hoàn toàn có thể vô hiệu hóa nhà máy nhiệt điện này. Trên thực tế, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chỉ là một trong bốn nhà máy nhiệt điện thuộc trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân được xây dựng ở đây. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 do công ty lưới điện phương Nam Trung Quốc, công ty điện lực quốc tế Trung Quốc và tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV làm chủ đầu tư theo hình thức BOT với vốn với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đô la, công suất 1.200 MW. Liên danh tổng thầu của dự án này là công ty GEDI của công ty DCEC thuộc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 do công ty trình điện, công trình điện quốc tế Hà Binh Trung Quốc thi công. Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do tổ hợp nhà thầu tập đoàn công ty công nghiệp nặng Doosan Hàn Quốc, tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản, công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương và công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 PECC2 làm tổng thầu EPC. Như vậy trong 4 dự án nhà máy nhiệt điện tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân thì có đến 3 dự án rơi vào tay nhà thầu của Trung Cộng. Nguy hiểm hơn nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 lại do hai công ty Trung Quốc làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Còn nhà máy Lớn nhất là nhiệt điện Vĩnh Tân 3 thì do công ty cổ phần năng lượng Vĩnh Tân 3 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Và công ty này gồm 3 cổ đông, trong đó cổ đông lớn nhất chiếm 49% cổ phần, lại là công ty One Energy Ventures Limited của Trung Quốc. Để biết được cái sự tính toán của người tàu thâm hậu đến thế nào và hiểm họa mang tên trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân lớn đến đâu, chúng ta còn cần xét thêm một dữ liệu quan trọng nữa đó là Vĩnh Tân có phải là một vị trí hiểm yếu về an ninh quốc phòng hay không? Dưới cái nhìn của một nhà chiến lược quân sự kỳ cựu thì đây là vùng đất này chính là yết hầu của Nam Trung Bộ, nơi núi Thò Trần ra biển, quốc lộ 1A độc đạo đi qua một bên là núi một bên là biển, gọi là yết hầu hay độc đạo, bởi không còn con đường nào khác nối liền Nam Bắc ở vùng Duyên Hải này nằm ở vị trí giáp biển bên cạnh quốc lộ 1A đồng thời là tuyến độc đạo nối liền Nam Bắc và là một hải cảng lớn. Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân rõ ràng là một khu vực sung yếu về an ninh quốc phòng với việc ba trong bốn nhà máy ở đây là do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu EPC và hai trong số 4 nhà máy do các công ty Trung Quốc làm chủ đầu tư theo hình thức BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao. Tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ luôn có hàng nghìn người Trung Quốc túc trực trong hàng chục năm. Người Trung Quốc sẽ sinh cờ lập nghiệp, lập xóm và lập phố ở đây, sinh con đẻ cái ở đây. Và những lớp con cháu của chúng ta sinh ra sẽ có họ của người Trung Quốc. Và khi đó thì chúng ta đã bán đất không văn tự. Khi có sự biến lực lượng nằm vùng này sẽ đủ sức làm tê liệt toàn bộ trung tâm nhiệt điện chia cắt giao thông bắc nam tạo điều kiện cho hải quân trung quốc từ hải nam và các căn cứ quân sự ở trường sa ồ ạt đổ bộn bộ qua cảng vĩnh tân khống chế toàn bộ khu vực ít hầu của vùng duyên hải nam trung bộ này cùng lúc đó lực lượng trung quốc nằm vùng trong dự án Bồ xít tây nguyên và các dự án kinh tế trá hình dọc các biên giới việt nam và campuchia sẽ đánh xuống phối hợp với lực lượng đổ bộ quân đội nằm ở vùng vĩnh tân đánh lên để chia cắt việt nam từ tây nguyên xuống duyên hải miền nam trung bộ lưu ý thêm là quả bom nguyên tử mang tên bùn đỏ có thể được trung quốc cho nổ bất cứ lúc nào sẵn sàng nhấn chìm cả vùng đông nam bộ trong cơn lũ bùn đỏ lúc này Việt Nam chỉ bị chia cắt ở đây và còn bị chia cắt cả ở chân điều đèo ngang nơi đặt đại bản doanh canh cứ quân sự Trung Quốc mang tên fumososa Hà Tĩnh ở Hải Vân nơi có hai dự án với hàng trăm hecta của người hoa ở Ninh Thuận nơi có dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vân vân rõ ràng là trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân chính là một fomososa Hà tĩnh khác ở vùng Duyên Hải Việt Nam của Trung Nam Bộ và giống như Vũng Án, Hải Vân, Ninh Thuận hay việc các công ty Trung Quốc thuê dài hạn hàng trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn. Ai đó có thể lạc quan cho rằng trong thời đại này Trung Quốc sẽ không dám mạo hiểm xâm lược Việt Nam bởi điều đó ẩn chứa nhiều rủi ro. Luận điểm này thiếu thuyết phục ở ít nhất 3 điểm. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, Nga vẫn cứ đưa quân sang Georgia, sang Crimea hay Ukraine cho dù có thể phải gánh chịu nhiều rủi ro tổn thất Nhưng nếu không bành trướng xâm lược các nước khác thì Trung Quốc không còn là chính mình nữa Như thế là bò cạp thì cứ phải cắn vậy Và binh pháp Trung Quốc vẫn quan niệm đánh mà thua là hạ sách Đánh mà thắng là trung sách Không đánh mà thắng mới là thượng sách Hiện nay ở Trung Sa Trung Quốc đang hối hả bồi đắp các đảo đá hình thành các căn cứ quân sự liên hoàn tiến tới thôn tính quần đảo này và khống chế hoàn toàn Biển Đông, lối ra của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 21 trên đất liền. Chúng đang từng bước chiếm lĩnh những vị trí sung yếu về an ninh quốc phòng. Các doanh nghiệp từ Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc đang thuê dài hạn 50-70 năm trên 260.000 hecta rừng đầu nguồn, mà 87% con số này là ở các tỉnh biên giới sung yếu. Thiết lập các căn cứ quân sự trá hình sát biên giới Campuchia, Việt Nam, Lào, Việt Rõ ràng là với Việt Nam, Trung Quốc đang nhắm đến kế thượng sách không đánh mà thắng. Các hồng kìm của chủ nghĩa Đại Hán đang dần siết chặt giải đất thần thương hình chữ S và chắc chắn để thực hiện thành công kế hoạch này không thể thiếu sự tiếp tay nhiệt tình của các cán bộ một lòng và với lòng tham không đáy của mình vì lợi ích trước mắt mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến sinh mạng chính trị của đất nước cũng như đội ngũ Việt gian gắn mát doanh nhân đứng ra thay mặt thâu tóm dự án để kiếm chắc phản bội đất mẹ Việt Nam. Nói trắng ra không có sự tiếp tay của người Việt, Trung Quốc cũng chỉ đứng nhìn và chịu thua. Thử hỏi, từ địa đầu của Tổ quốc đến mũi Cà Mau, nơi đâu không có bóng dáng của Trung Quốc, nút bóng người Việt người Trung Quốc thu tóm đất đai lập doanh nghiệp rồi thậm chí lập thành làng thành xóm tại những giải đất có vị trí nhạy cảm về an ninh quốc phòng để thực hiện âm mưu sâu xa câu hỏi được đặt ra ở đây là vì sao người Trung Quốc lại dễ dàng mua đất xây nhà ngay trên lãnh thổ Việt Nam như thế mới đây trưởng ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết cử tri tỉnh Hải Dương Hải Phòng lo ngại người Trung Quốc lập xóm lập phố thu mua đất đai gần các khu trọng yếu quốc phòng an ninh còn Bộ Quốc phòng cũng báo cáo nhiều người Trung Quốc đã núp bóng thuê mua số lượng lớn đất đai ở biên giới khu vực phòng thủ. Điển hình là khu vực sân bay nước Mặn Đà Nẵng tại dự án đô thị dọc sân bay có 246 lô đất thì người Trung Quốc đứng tên 21 trường hợp. Có thông tin cho rằng người Trung Quốc cố tình mua đất sát sườn sân bay nhằm âm mưu độc chiếm chia cắt hai miền đất nước. Ngoài sở hữu bất động sản có vị trí trọng yếu mà Bộ Quốc phòng vừa chỉ ra và các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc ồ ạt thâu tóm thêm nhiều dự án của Việt Nam, đặc biệt là trên các lĩnh vực liên quan đến năng lượng, tài nguyên, thương mại và điện tử. Trong lĩnh vực năng lượng có thể kể đến dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 Bình Thuận. Ngoài dự án này, tại Bình Thuận còn có dự án điện gió biển Cổ Thạch còn tại Hà Tĩnh có dự án nhiệt điện Vũng Áng 2, tại Trà Vinh có một pháo đài không khác gì Formosa Hà Tĩnh, đó là trung tâm nhiệt điện Duyên Hải. Trung tâm này nằm ngay trên bờ biển Đông và cách không xa cửa sông Hậu và cửa sông Cổ Chiên. Nhiệt điện Duyên Hải rõ ràng là một vị trí hết sức sung yếu về an ninh quốc phòng. Tại những nơi đây, người Trung Quốc lập thành những khu phố dành riêng cho người Trung Quốc. Họ lấy vợ Việt sinh đẻ con cái nhiều người lo ngại là 5 năm hay 10 năm sau, nơi đây sẽ bị đồng hóa. Về lĩnh vực thương mại điện tử, các đại gia Trung Quốc như Alibaba, Tencent ồ ạt nhảy vào Việt Nam như trường hợp của Tiki, sàn thương mại điện tử nằm trong top 10 tại Đông Nam Á cũng có bóng dáng của người Trung Quốc. Ngoài Tiki, Shopee, sự hậu thuẫn lớn của Tencent, Lazada cũng có sự góp mặt của Alibaba. Hiện người Trung Quốc đang sử dụng hơn 162.000 hecta đất ở khu vực biên giới ven biển có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng ở Việt Nam và qua vỏ bọc là liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất. Không chỉ người Hoa mà còn có một số bộ phận người Việt cũng tiếp tay cho hành động này bằng cách đứng ra mua đất rồi sang tay cho người Trung Quốc với giá cao để lấy hoa hồng. Những tưởng việc buôn bán này chỉ nhằm mục đích sinh lời nhưng đây là hành vi bán nước. Nói thật để người Trung Quốc chiếm nhiều đất đai của Việt Nam như hôm nay một phần là do người Việt tiếp tay. Tại các dự án bằng đường vòng lập các quỹ pháp nhân đầu tư từ nước thứ ba, người Trung Quốc mua lại cổ phần, thâu tóm để trở thành cổ đông lớn hoặc nắm quyền kiểm soát chi phối. Ngoài 162.000 hecta đất nêu trên Trung Quốc cũng đã chiếm lĩnh được hoặc đang tìm cách chiếm lĩnh nhiều vị trí sung yếu nằm ở các vùng duyên hải của Việt Nam như Vũng Áng, Hà Tĩnh, Cửa Việt, Quảng Trị, Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, Hải Vân, Đà Nẵng hay Vĩnh Tân, Bình Thuận, vân vân. Cùng với hàng trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới khác, Chiêu trò và thủ đoạn của Trung Quốc thì ai cũng biết đã rõ và chúng ta cũng đã từng nếm khá nhiều trái đắng nhưng hiện nay khi Bộ Quốc phòng công bố, chúng ta chửi họ không chưa đủ và cũng chưa đúng. Nếu không có những người Việt Nam để họ nhờ đứng tên núp bóng và cấp quyền phê duyệt cho họ bằng cách nào đó sở hữu đất hoặc thâu tóm được những dự án nhạy cảm thì họ chẳng bao giờ làm được. Rõ ràng là người Việt Nam Trung Quốc đang nhắm đến kế sách thượng phong đó là không đánh mà thắng. Không bằng cách này thì bằng cách khác Trung Quốc đã bỏ tiền ra thâu thóm đất đai Việt Nam, sau đó lập thành phố, thành xóm thậm chí là căn cứ. Nếu người Việt cứ tiếp tay để cho người Trung Quốc núp bóng thâu tóm đất đai như thế này thì tương lai Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc, đó là Tây Tạng và Tân Cương mà thôi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.